Căn hộ có thể nói rằng là chỉ có đại gia mới sở hữu được một cái thế đất nó đặc biệt như thế này các bác nhá. Chịu khó, thanh niên trẻ chịu khó, làm nhiệt tình. À, vâng. Mà rất chi là ngoan. À vâng. Đấy, nó đúng là như thế, còn nói về cái sản phẩm làm ra thì nói chung là mình rất chi là ưng ý. Dạ vâng. Gia đình rất chi là hài lòng. Dạ vâng. Vợ sang rất chi là khen. À. Chân gỗ miền Bắc nâng tầm đẳng cấp ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999. Chúc mừng tất cả các bác anh chị em, đây là một con đường rất mới, một con đường băng qua một quả đồi rất lớn của gia đình nhà anh Nam cũng như là chị gái trên này. Và ngày hôm nay em Khánh mời tất cả các bác anh chị em sẽ đi trở về Phổ Yên, Thái Nguyên để cùng nghiệm thu một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan phun, toàn bộ một căn hộ mái Nhật hai tầng rất đẹp trên một thế đất rất lớn của gia đình anh Nam trên này, và để xem ra là không gian diện tích nó thay đổi như thế nào, không gian nó đẳng cấp ra làm sao và đẹp như thế nào khi có trần gỗ vào. Thì có lẽ rằng là mà tất cả các bác anh chị em sẽ cùng dành ra vài giây để cùng nhìn lại toàn bộ những cái không gian trước khi thi công trần gỗ các bác nhé. Bởi vì là cái chỗ này là khuôn viên rộng quá, mà cái chỗ này là ngay đường lớn đây này, mà đường đẹp luôn đấy. À, bên này là mái Nhật, bên này cũng là mái Nhật này. À, mái Nhật là một trong những cái mẫu nhà em chia sẻ với tất cả các bạn anh chị em. Có lẽ anh chị em sẽ hiểu rằng là nó rất là hot, rất đẹp, và có lẽ rằng nó không bao giờ nó lỗi thời. Một không gian khá là rộng các bạn nhé. Và check cái chiều cao này. Và đó là toàn bộ tất cả những cái hình ảnh anh chị em thấy rằng là trước khi thi công trần gỗ, đó chính là một căn hộ mái Nhật vẫn đang trong quá trình hoàn thiện những cái giai đoạn cuối cùng. Đó thì là ngày hôm nay thì là mời tất cả các anh chị em sẽ cùng về đây để cùng xem là không gian thay đổi như thế nào khi có trần gỗ vào, sang trọng đẳng cấp ra làm sao. Và đây là chú lấy xe. Chào tất cả anh chị em. Ok, đây anh chị em này, mái Nhật bên kia kìa. À, bên này là nhà anh trai này. Đặc biệt là cái con đường này thì lại cắt đôi quả đồi ra. À, rất là tuyệt vời. Chú bỏ cái hóa đơn ở trong cái túi đấy để tôi kêu đấy cho anh Nam luôn. Bê đồ anh cái chính ơi. Em hỏi chú xin phép các bác đỗ xe ở chỗ này, cái đường đang làm. Anh trai ơi. Anh ơi. Em đỗ nhờ cái xe xíu nhá. Em hỏi nhờ các bác đỗ xe vị trí này bởi vì đường này đang làm các bác ạ. Thì em đang thi công trần gỗ cho gia đình nhà anh Nam trong này. Phía bên kia là cũng là đất nhà anh Nam, cực kỳ rộng các bác nhá. Thì là ngay bây giờ là mà tất cả các anh chị em sẽ vào đây cùng gặp gỡ anh Nam và cũng như là xem cái không gian trần gỗ nó hoàn thiện xong nó đẹp như thế nào các bác nhá. Ngày hôm nay về Thái Nguyên bầu không khí rất là nắng ráo cho nên là phun sơn mọi thứ cũng rất là đẹp. Một căn hộ có thể nói rằng là chỉ có đại gia mới sở hữu được một cái thế đất nó đặc biệt như thế này các bác nhá. Đôi khi muốn cũng không được. Chào các bác nhá. Ở chỗ anh Nam nhé. Khỏe không anh? Chào các bác. Ở chỗ anh. Lúc nãy em ra cái quán kia thì ai ngờ lại đúng cái quán anh hỏi. Ừ, anh vào đấy thì... Đấy, trùng hợp đấy mới hay chứ đấy. Quán đấy là ngày xưa em cũng mua cho anh Chính. Đây cái hóa đơn đấy, anh xem cho em. Các bạn trong thân mến, tại em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đang có mặt tại đây là Phổ Yên đây nhỉ? Thành phố Phổ Yên, Thái Nguyên. Bây giờ thì anh đo đạc nghiệm thu trực tiếp cho gia đình nhà anh Nam. Đây một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan phun toàn bộ không gian phòng khách các bạn nhé. Và theo những cái thỏa thuận và thấm những ngày từ ban đầu anh nhé, là mình sẽ đo gấp thước theo đường trung trực của chiều dài, chiều rộng, tất cả đi qua tâm chống theo khuôn nhà, sau đó lấy chiều dài nhân với chiều rộng. Thì bây giờ Đông kê tạm cái phào 4 cho anh em tôi đây giúp em anh ơi. Anh đọc số đo giúp em, mình đo hàng chân trước. Kê phào 4, lấy cái phào 4, lấy hẳn cái phào 4 để cho anh biết đấy cái phào 4 mình đặt chứ. Tận dưới rồi.
Đấy. Lấy cái ngăn ngắn này em. Cái đấy, kia nó ngoài chỉ có hai mắt thôi chú ơi. Cái này nó ba mắt. Ôi bé kê vào luôn được. May mình điện về không thì Đông nó không bảo thì... Đông dựng kích thước cho anh Nam biết là từ cái vị trí cái đầu nhựa kia đến vị trí kia nó là 10 phân. Kể cả bây giờ đo xong rồi bất cứ lúc nào anh Nam muốn em Khánh đo lại thoải mái vô tư. Tất cả đều theo quy chuẩn như vậy. Chạm dây điện 90, anh Nam đọc lại giúp em nhé. Rồi rồi. Cắm lại cái dây điện đi em. Mã đầu tiên là 90 này, tiếp theo 20, hầm kéo ra. Kéo chậm vào ổ điện em nhé. Anh ngó giúp anh em đo gỗ nằm đứng bên trong nhé. Đông có đọc lên không để cho anh ấy check lại được. Anh Nam đọc lại giúp em nhé. Đúng 109 đúng không ạ? 109 này, mã cuối ạ. Cái phòng này nhanh bao nhiêu mét sàn anh? Hả? Check cái mét sàn bên ngay. Đông này xíu đánh check cái mét sàn luôn à. Ba tám tám này. 388 mét sàn. Ba tám tám 647. Em thả đồ đó ra là được. Anh Nam có nhìn mà. Giữ cái điểm đó. Ngoài Đông nó cua lên tận giữa tâm. Đi giữa anh nhá. Ừ. Tắt anh cái máy Dũng ơi. À Dũng đang ngồi trên đây rồi. 131 này. Ok. Em xem nào. Bên này thì là 90 nhưng bên này nó không phải 90. Bên này Đông đo cụ thể cái hàng chân trong kia kéo má nó là bao nhiêu nè. Kéo trên hàng chân kia bao nhiêu. Anh ngó giúp anh em đo gỗ bên trong nhé. Bởi vì trong kia nó có con nan đứng bên trong mà. Rồi rồi. Vẫn 90 à? Nếu như vậy là bên này 90, bên kia cũng 90 chứ. Vậy Đông kéo cho anh từ cái vị trí này đến vị trí trong kia đạt được 90 không? Gần nháy rồi chú. Gần hết pin à? Đâu? Nó không bù được, nó không sâu được. Em cứ kéo cho anh xem nó bao nhiêu nữa. Ừ. Bao nhiêu? 7.2, từ từ nhá. Em bảo anh Nam này. Em nhấc cái hàng chân của cái ô gọi là ô thứ hai đi. Ở trong kia. Em nhấc nó ra vị trí này vuông này. Đông ke tay vào cho anh này. Ra vị trí này thẳng đứng này. Anh hiểu ý em không? Có nghĩa là hàng chân này. Cái từ cái mép này này. Nó là cái mép kia từ đây. Em nhấc ra cái vị trí chân này. Và tí nữa cái ô kia là mình không tính cái hàng chân đó nữa. Nó chỉ còn một mẩu này thôi. Một mẩu cái đoạn chiều sâu này thôi. Anh hiểu ý em không? Có nghĩa là mình cắt từ cái vị trí này. Ra cái vị trí chân đứng này. Ra chân đứng nào. Đúng rồi, để em xô cho nó bằng 90 luôn. 90 luôn ở đây. Anh hiểu ý em không? Cái chỗ kia mình vừa đo 90 có nghĩa rằng là bên này 90, bên này cũng 90. Tất cả các mã đầu nhân 2 hết. Đông đo chiều dài đi. Thế thì anh chỉ lại từng mã một cho anh Nam anh sẽ hiểu. Không, hàng chân vẫn vậy em khỏi phải kê 90. Trong hầm kéo ra em ơi. Đông nhớ tí nữa bắn cái chuyện viền xung quanh em nhé. Anh có giúp em anh Nam ơi. Rồi rồi rồi. 73 này, mã tiếp theo em ơi.
Em bỏ anh Nam nhá. Đến giữa này ấy, nó là 57. Em nhân đôi luôn. 57 nhân đôi bằng bao nhiêu? Có nghĩa là em lấy kích thước từ vị trí đáy trong này sang đáy trong này là nó là 114. 57 này nhân 2 này, như vậy nó sẽ là 114. Đó. Tiếp theo là từ mép phao này vào trong đây. Rồi. 114 này. Anh ngó giúp em anh ơi, 95 này. Rồi rồi. 95 với 96 nhìn đọc lại anh. 95. 95 anh nhé. Mạ cuốn ở giữa tâm này nó vẫn là 131 bởi vì hộp chống nó vuông. Ok. Hàng chân bên này cũng vậy, tất cả các mã đều nhân 2 hết này. Em chỉ lại từng mã cái không gian của cái phòng khách cho anh một lần nữa này. Thứ nhất là cái chiều rộng. Ở bên này 90 này. Rồi. Bên kia em nhấc cái hàng chân từ cái vị trí kia. Để của em hết bịt. Em nhấc cái vị trí hàng chân kia ra cái vị trí này rồi. Và cái mép phào này đến cái nan đứng bên trong kia nó vẫn là 90. Coi như ở đây có full hàng chân bình thường hết. Thì như vậy vẫn là 90, 90 nhân 2. Và từ trong hầm câu ra đến mép phào vị trí này. Nó là 109, mã cuốn ở giữa tâm này nó là 131. Ok ạ. Và tiếp theo là cái chiều dài hàng trên bên này là 90, bên này cũng 90. Như vậy là 90 nhân 2. Và từ trong hầm câu ra đến mép phào vị trí kia. Em hết bịt. Đến cái vị trí đông chỉ cho anh. Đâu vào tận nơi chỉ cho anh. Từ trong hầm câu ra đến mép phào tiếp theo ấy, nó là 73. Mã tiếp theo là từ cái đáy trong kia sang đáy trong đây. Từ đáy trong đây sang hẳn đáy bên bên này ấy, nó là 114. Và mã tiếp theo là từ mép phào đó đến cái mép phào đây ấy, thì nó là 95, mà mã cuối giữa tâm này nó là 131. Bên này cũng vậy, tất cả các mã nhân 2 hết. Ok, em hãy sang không gian của cái ô thứ hai ạ. Tiếp theo là ô 2 này. Ô 2 thì đông đo anh cái hàng chân bên này đi. Bên này vẫn vậy nhá, vẫn là 90 này. Trong hầm cấu ra em ơi. Anh có giúp anh em đo nan đứng ở trong trong trần nhá. Căng thẳng thước lại cho anh đâu, bao nhiêu? 136 này. Mã cuối em ơi. Anh ngó giúp em anh ơi. Thì chắc chắn nó phải bằng nhau bởi vì hai hộp chống nó bằng nhau. Rồi rồi. Mà không bằng nhau bây giờ là không được. Đây phải đo lại cho anh Nam nhìn. Và như vậy là 131 anh nhá. Bên này cũng vậy, bên kia cũng vậy, tất cả mã nhân 2 hết này. Đo cái chiều bên này em ơi. Xem nào. Ở đây thì nó vẫn còn cái miếng kia và cái miếng mẩu ở đây nữa. Đúng rồi, chính xác. Chính không, anh chưa hiểu ý em à. Có cái hàng chân này em đang nhấc sang nó của không gian ô 1 ở phòng khách rồi, cả cái hàng chân này không, em nhấc cái hàng này ra em nhấc cả cái hàng chân này ra đứng ở vị trí này rồi, nhưng mà tuy nhiên là nó vẫn còn cái vị trí miếng kia của em nữa và cái vị trí miếng kia của em nữa. Không, cầu thang nó vẫn là 90 chú, cầu thang vẫn là 90, nhưng vậy thì nó đo lẻ hai miếng đó đi. Em đo cái mặt ngang cho anh, đo mặt ngang cho anh này, đẩy sang bên này rồi, đẩy vào cái chỗ này thành 90 rồi, cái đo mặt ngang thôi. Mặt ngang đồng lấy từ cái vị trí kia cho anh đi. Từ cái vị trí không phải máng cho anh. Bởi vì cả cái hàng chân đó mình lấy cả hàng chân đó sang bên kia rồi. Bao nhiêu?
Có là hàng chân này đã nhấc sang bên này rồi. Rồi. Anh Nam hiểu em đúng không ạ? Vậy như vậy là bây giờ chỉ có bên này là bao nhiêu? 47 à? 47 này, đo mặt cho anh. Anh yên tâm, em vẫn tự tin nói với anh là kể cả bất cứ cả sang năm anh đo lại thoải mái vô tư, tất cả đều theo quy chuẩn như vậy. Anh dùng thước gì anh đo cũng được, anh nhờ ai đo cũng được. Anh có tận nơi anh em đo gỗ bên trong. Chú Quy này làm có tâm thì em kéo xuống một tí thì chả việc gì. Mình làm nghề gì nó phải có tí tâm. Nó vẫn thực tế. Bao nhiêu? 94 này. Mã cuối nó vẫn là 131 anh nhá, bởi vì hộp trống nó vuông mà. Bên này là 417 thì là từ. Bây giờ mình còn hai miếng kia nữa cơ. Đông kéo cho anh cái miếng kia bao nhiêu đi. Không, kéo cái chiều dài cho anh. Anh sẽ giải thích cho anh Nam anh sẽ hiểu. Coi như 1 mét này. Bên này 1 mét, bên này 1 mét. Anh hiểu ý em không? Có nghĩa rằng là lúc nãy là mình nhấc cái hàng chân ở vị trí này ấy, thì mình nhấc cái vị trí là từ cái mép tay này sang bên này thôi. Đúng rồi, chính xác. Thì như vậy là vẫn còn một miếng đằng kia của em nữa. Thì như vậy 1x1 cộng với 1 mét cộng 1 mét anh còn 2 mét. 2 mét đồng kéo từ đây sang là nó là bao nhiêu này? Kéo đi. Bao nhiêu? 3 mét thôi, tí nữa anh cộng tính miếng riêng đi. Em kéo cho anh từ cái mép phào này vào trong kia xô được tí nó bằng 90 không? Đến cái vị trí kia. Cắm lại anh cái dây vào em. Em bảo anh Nam nhé. Nãy là mình nhấc cái hàng chân đã ra vị trí này rồi. Rồi. Nghĩa là từ cái vị trí này hất vào đây nó đã là không gian của ô 1 đi. Còn từ cái vị trí này hất vào đây nó là không gian của ô 2. Thì bây giờ đông kéo cho anh từ cái vị trí mép phào này ra đến cái vị trí này, kê tạo một cái chỉ cho anh vào. Vậy thì là kê thụt vào đây. Bao nhiêu? 78 này. 78 cái chỗ này. Cái chỗ này xem nào. 78 mà tổng là 90 đúng không? Nhưng mà là thiếu bao nhiêu? Thiếu 12 phân. Em bảo anh nhá, vậy thì là em cái chỗ này nó vẫn là 90, cái chỗ này 78 em mà cái chỗ kia ấy nó là 1 mét. 1 mét xem nào. Không, cái chỗ này nó nhấc hàng chân cả cái chỗ này rồi. Như vậy chỉ còn một miếng 1 mét ở vị trí kia thôi. Cộng sao hợp lý nhỉ? 78 à? Em bảo này, coi như cái miếng kia là 1 mét chiều cao bao nhiêu, một chiều cao là 40. Đây là 78 này, 78 mà cái chỗ này là đông đo cái chỗ này từ đây lên đây xem nó bao nhiêu này, xem đạt được 90 không, cứ đo cụ thể cho anh, để xô cả cho nó hợp lý. Ở đây có cái phao bún. Cái chỗ này 78. Em bảo nhớ em xô cả cái miếng kia. Có nghĩa rằng là miếng kia nó là dài 1 mét, chiều cao nó là 40. Mà chỗ này 78 trên nhau 12 phân. 78 trên nhau 12 phân. Cái chiều dài đấy là bao nhiêu em? 3 mét này. 3,52. Không phải chứ, 3,52 nhân với chiều cao là 3,52. Như vậy là còn 12 phân nhân với 3,53 nhân với 0,12 như vậy là nó 0,4 mét. 0,4 mét mà cái miếng này nó là rộng 40, chiều dài của nó là 1 mét, như vậy là vẫn là 0,4. Anh hiểu ý em không? Như vậy là nó vẫn bằng nhau của cái miếng là 12 phân còn thiếu. Thế như vậy em xô toàn bộ cái vị trí này nó là hàng chân 90. Anh hiểu ý em không? Thì như vậy là em cái miếng kia em không tính tiền nữa. Không tính miếng đấy nữa. Đúng rồi, thì em xô ở đây coi như là ở đây nó đang là 78, em xô nó bằng 90 để em bù cái miếng kia ra vị trí này. Anh hiểu ý em không? Có là cái hàng chân ở của em đây về nhân ra vẫn là 0,4. Đó thì coi như là ở đây thì là có full hàng chân là 90 luôn.
vẫn nhân ra vẫn bằng diện tích, em trừ đi 2 phân thì như vậy là 47 cộng với 90 em trừ đi hẳn 2 phân là như vậy còn 88 đi, hai mã còn lại nhân 2 này. Ok. Anh hiểu em không ạ? Ok, em chỉ lại từng mã cho anh một lần nữa này. Show cho nó hợp lý. Cái không gian của ô thứ hai thì là cái chiều rộng bên này 90, bên này cũng 90 là 90 nhân 2 này. Trong hầm cao ra đến mép phào tiếp theo vị trí này nó là 136 này, mã cuối đến giữa tâm này nó là 131. Tiếp theo là cái chiều dài hàng trên bên này nó chỉ có 47 thôi. Bên này là mình vừa show các kiểu, em lấy 90 em trừ đi 2 phân cho thoải mái. Cho nên là như vậy là chỉ còn 88. Và cái miếng này mình đã nhấc miếng này bù vào cái vị trí này rồi. Thế như vậy là 47 cộng với 88 này, hầm cao ra đến vị trí mép phào này nó là 94 và mã cuối đến giữa tâm này nó là 131. Ok, em ơi chỉ tính toán ạ. Như vậy thôi ạ. Dạ vâng. Các bạn chị em thân mến, tại em Khánh Trần Gỗ miền Bắc đang có mặt tại thành phố Phổ Yên ở Thái Nguyên, vừa rồi nó đo đạc các kiểu và có lẽ rằng là chiều tối sẽ bàn giao cho gia đình nhà anh Nam ở đây một cái tác phẩm trần gỗ với chất liệu là gỗ xoan phun toàn bộ không gian của phòng khách các bạn nhé. Và chia sẻ với tất cả các bạn chị em rằng là anh Nam là một vị khách hàng, một vị khán giả của đơn vị trần gỗ miền Bắc, và đặc biệt anh là một nhà thầu rất là uy tín và rất là nổi tiếng ở trên thành phố Phổ Yên Thái Nguyên. Và đây là một căn hộ mái Nhật 2 tầng rất đẹp, rất lớn ở trên một cái thế đất mà chia sẻ với tất cả các anh chị em rằng là có tiền chưa chắc đã sở hữu được. Đây, em sẽ bảo chú camera lia cho tất cả anh chị em biết rằng là đây là một thế đất cực kỳ đẹp. Ở đây sẽ là một cái đường rất lớn chạy qua bổ đôi quả đồi trước đó của gia đình nhà anh Nam. Đó, tạo cho một cái thế đất này chia sẻ với anh chị em rằng là quá tuyệt vời luôn. Đó, và có lẽ rằng là ngay bây giờ là mà tất cả các anh chị em sẽ cùng theo chân em Khánh đi vào trong đây để cùng xem rằng là không gian sau khi thi công trần gỗ ở đây nó đẹp như thế nào. Và chắc chắn rồi em sẽ so le những cái hình ảnh trước đó để cho anh chị em cảm nhận cái sự thay đổi khác biệt khi có trần gỗ vào. Ở những vật tư các kiểu gạch ốp lát mọi thứ anh Nam đã lấy vào đây hết rồi các bạn nhìn này. Anh Nam là một nhà thầu cho nên là nếu như anh chị em mà muốn tham khảo về các vật tư mà anh Giai sử dụng thì có lẽ rằng là cái clip này cũng là một cái cơ hội. Đây, gạch ốp lát anh Giai sử dụng là toàn gạch giả gỗ rất là đẹp các bạn nhé. Và ngay lúc này đây thì em Khánh đang đứng cạnh là anh Nam, là anh chủ nhà, và em rất là mong muốn được lắng nghe những lời chia sẻ của anh ở trong quá trình anh em thi công lắp đặt trần gỗ cho gia đình nhà mình ở đây. Thì em muốn hỏi anh Nam rằng là anh cảm nhận như thế nào về cái tác phẩm trần gỗ này và cũng như là tư cách thi công rồi là tay nghề thi công của đội thợ trần gỗ miền Bắc bên em Khánh ạ. Chúc quy lại là mình thì thấy là anh em là thi công rất là tuyệt vời. Vâng. Nói chung chịu khó, thanh niên trẻ chịu khó, làm nhiệt tình. Dạ vâng. Mà rất chi là ngoan. À vâng. Đấy, nó đúng là như thế. Còn về cái sản phẩm làm ra thì nói chung là mình rất chi là ưng ý. Dạ vâng. Gia đình rất chi là hài lòng. Dạ vâng. Vợ sang rất chi là khen. À, hôm nay em không gặp chị A, chị gái bên kia. À, có lẽ tí em quay em gặp chị xíu. Chị nó đi ngủ rồi. À, chị tập lại đi làm ngủ rồi. À, chị làm đêm. Ok, một lần nữa thì cảm ơn anh Nam rất nhiều và chúc anh Nam và chúc cả chị gái và cả đại gia đình nhà mình thật là nhiều sức khỏe và hy vọng là trong tương lai nếu như có những câu chuyện về trần gỗ hoặc là những cái đồ gỗ trang trí trong nhà nữa thì hy vọng là anh Nam vẫn nhớ tới bọn em. Okay. Cảm ơn anh Giai rất nhiều. Và đó là những lời chia sẻ của anh Nam là anh chủ nhà. Và ngay bây giờ là mời tất cả các bạn chị em sẽ cùng theo chân em Khánh đi vào trong đây để cùng nhìn ngắm toàn bộ cái tác phẩm trần gỗ sau khi hoàn thiện xong cho gia đình anh Nam. Và đây là những cái giai đoạn cuối cùng các bạn nhé. Từ giờ đến chiều tối sẽ cũng bàn giao cho gia đình nhà anh Nam và cũng như là chị gái có tại đây. Và em sẽ so le những cái hình ảnh sau khi hoàn thiện xong để cho anh chị em cảm nhận được cái vẻ đẹp toàn diện của một cái tác phẩm trần gỗ này các bạn nhé. Với không gian của gia đình nhà anh Nam có tại Phổ Yên Thái Nguyên, em Khánh thiết kế cho gia đình anh đó chính là mẫu trần hai cấp. Ở đây sẽ là một ô chống hai đầu, sẽ là hai phụ, ở bên này sẽ là ô thứ hai. Ô này thì thiết kế cho gia đình anh đó chính là mẫu trần là hai cấp, nó cực kỳ phù hợp luôn bởi vì ba cấp nó quá thấp, một là như vậy, hai nó sẽ không làm được nữa. Ok, một lần thì cảm ơn các bạn anh chị em rất nhiều, có lẽ em sẽ so le nhiều hình ảnh hơn. Thôi có lẽ em xin phép anh nhé. Em trong quá trình anh em đang thi công cái chỗ nào anh cảm thấy chưa ok anh cứ bảo anh em thoải mái cho em. Có gần đây thì bảo vào nhà anh chơi. Ok, lúc nào mà em qua đây hoặc là em làm gần đây em qua anh chị chơi. Hy vọng là anh Nam vẫn nhớ tới bọn em. Rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, em xin phép anh nhé. Cảm ơn anh nhiều. Theo mình nhìn nhận
đội thợ của bạn là thi công rất chi là tuyệt vời. Vâng. Thứ nhất là cái phong cách và tay nghề của anh em thợ. Vâng. Thứ hai nữa là gỗ là anh em chọn lựa là tôi nhìn thấy màu là rất chi là ưng ý. Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn anh. Hoa văn rất là đẹp. Dạ vâng, cảm ơn anh Gia rất nhiều. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ dạ vâng. Anh Nam. Dạ vâng. Hy vọng là em cũng như là cùng anh cũng như là cùng với những người thợ gọi là tạo ra những cái tác phẩm đẹp gọi là mỗi người mỗi lĩnh vực cho không gian nhà anh Nam càng ngày đẹp hơn. Cảm ơn anh Gia rất nhiều nhé. Cảm ơn anh rất nhiều và hy vọng là một lần gì nào đó em qua đây thì là lại có duyên gặp gỡ anh ở đấy. Okay. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Okay. Em chào anh Nam nhé. Em xin phép. Phát triển dạ vâng, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh, em xin phép anh Nam. Dạ cảm ơn anh, em xin phép ạ. Dạ vâng. Chào các bác nhá. Ok, một lần nữa tôi cảm ơn tất cả các bác anh chị em rất nhiều và chia sẻ với tất cả các bác anh chị em rằng là ở đây là một cái thế đất em vẫn phải nói lại rằng là đại gia có tiền chưa chắc đã sở hữu được. Một căn hộ mãi Nhật nằm ở cái thế đất rất là đẹp các bác nhá. Đây các bác nhìn này. Một con đường lớn băng qua cắt đôi quả đồi luôn của gia đình anh Nam. Thế cho nên lại làm cho một cái thế đất của một gia đình ở đây thì là nó quá là đẹp, quá lý tưởng. Ok, một lần nữa thì cảm ơn anh Nam và cả chị gái và cả đại gia đình nhà mình rất nhiều đã lựa chọn đơn vị trần gỗ miền Bắc của em Khánh để làm đẹp toàn bộ không gian sống của gia đình nhà mình. Đây các bạn nhìn này, ở bên kia cũng là nhà anh Nam, đấy, bên này cũng là nhà anh Nam. Bên này anh Nam là có một căn hộ mái Nhật 2 tầng đẹp lắm. Bên này cũng đất là nhà anh Nam. Và đây là dự án người ta vẫn đang thi công các bạn nhé, có lẽ giờ đến Tết 2025 họ cũng xong thôi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ok, cảm ơn anh Nam rất nhiều, có tại Phú Yên, Thái Nguyên. Cảm ơn đại gia đình nhà mình rất nhiều đã lựa chọn đơn vị trần gỗ miền Bắc của em Khánh để làm đẹp toàn bộ không gian sống. Anh chị em có nhu cầu làm trần gỗ tự nhiên như là xoan, pơ mu, gõ đỏ, hương đá ấy, liên hệ hotline để trên màn hình là 0395031999, website là trangomienbac.vn. Và bây giờ, xin chào. Trần gỗ miền Bắc, nâng tầm, đẳng cấp, ngôi nhà Việt. Hotline 0395031999.